Hello anh em, hôm nay thì mình giới thiệu với anh em cái khóa học liên quan đến DevNet Associate của Cisco. Thế thì cái DevNet thì thực ra nó đã là tồn tại khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì trong cái hiện tại ấy, thì cái DevNet này đang trở thành một cái xu thế phát triển rất là mạnh. Nên là anh em theo cái khối ngành mạng này của mình thì có thể là gì ạ? Có thể là lên nghiên cứu cái khối ngành lên nghiên cứu cái bộ môn DevNet này để mình cái cơ hội việc làm của mình nó tốt hơn. Thế thì mình cũng không rông dài nữa, mình đi thẳng vào cái vấn đề luôn nhé. Thì trong cái bộ môn DevNet của anh em ấy, thì thực ra nó gần như giống như một môn tổng hợp. Thì trong cái bộ môn này anh em sẽ cần phải có kiến thức về một số cái lĩnh vực. Thứ nhất là anh em có kiến thức về hạ tầng mạng. Thì kiến thức về hạ tầng mạng nó sẽ như kiểu là CCNA đấy. Kiến thức về LPI, được chưa? Tức là hệ điều hành sử dụng Linux. Tiếp theo là anh em có kiến thức về lập trình. Thì mình cụ thể là trong này thì mình sẽ tìm hiểu về lập trình Python. Tiếp theo nữa đó là gì ạ? Mình có những cái kiến thức về cơ sở hạ tầng và tự động hóa. Ví dụ như là SDN nó là cái gì? Và cuối cùng thì trong cái khóa học DevNet của ông Cisco ấy, thì ông ấy đưa ra một cái đó là nền tảng và sự phát triển. Platform đấy, nền tảng của thằng Cisco này. Thì mình đưa ra cái là gì? Mình đưa ra các cái mô hình dữ liệu và bảo mật. Thì khi mà thực thi cái API thì nó làm như thế nào? Ok, thế thì mình trong cái buổi đầu tiên ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái thao tác cơ bản trong cái câu lệnh trong Linux. Mình sẽ chia cái mình sẽ tạo các cái bài lab guide và khá là nhiều bài nhé. Thì ở đây trong cái buổi đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn anh em một số cái câu lệnh cơ bản trong cái hệ điều hành Linux này của mình. Ok chưa? Thế thì trước tiên là để mình sử dụng được cái hệ điều hành Linux này thì bình thường đa phần chắc anh em đều dùng chính là cái hệ điều hành Windows 10 hoặc 11 mới ra đúng không ạ? Thế thì để sử dụng được cái hệ điều hành Linux thì đa phần bây giờ mình có sử dụng xu thế đó là trên cái máy mọi người đang dùng mình cài thêm một cái máy ảo VMware đúng không? Mình có thể sử dụng phần mềm là VMware hoặc là mình sử dụng phần mềm là VM VirtualBox đúng không? Thì trong cái khóa học này thì mình sẽ hướng dẫn trên cái phần mềm là VirtualBox và mình cài đặt sẵn cái hệ điều hành. Thì nếu anh em tham gia vào cái khóa học DevNet thì nó sẽ có luôn cái bản cài để anh em hướng hướng dẫn cái việc cài đặt đấy ạ. Thì ok, đấy là cái điều kiện tiên quyết để mọi người có thể thực thi hay là làm theo các cái lab guide mà mình sẽ hướng dẫn tiếp theo. Thế thì đầu tiên nhé, mình sẽ vào các cái câu lệnh cơ bản trong Linux về mặt lý thuyết trước rồi mình demo sau. Đầu tiên đó là cái câu lệnh có tên là pwd. Câu lệnh này của mọi người nó là viết tắt của print working directory, tức là gì ạ? In ra cái nơi mà tôi đang làm việc là cái gì. Câu lệnh tiếp theo này, đó là câu lệnh cd. CD là viết tắt của change directory, tức là thay đổi thư mục. Tức là tôi thay đổi cái vị trí của tôi đấy ạ. Ok, thì đây dựa vào hai câu lệnh này thì mình sẽ demo luôn trên cái máy ảo VirtualBox nhé. Thì khi mà anh em cài đặt xong máy ảo VirtualBox thì nó sẽ có cái dạng màn hình trông như thế này của mình. Được chưa? Nó sẽ có cái dạng như thế này. Thì cái dạng thì cái này ấy, nó là line một lửa là cái line lớp. Nếu mà anh em nào dùng quen line lớp rồi sẽ thấy là line lớp của mình đa phần dùng các câu lệnh để tạo sửa xóa thư mục vân vân đúng không ạ? Nhưng mà cái này ấy, nó là lửa, anh em có thể tạo bằng câu lệnh, cũng có thể tạo bằng giống như kiểu là giao diện interface, graphic user. Ví dụ mình tạo giống như Win 10 nhé. Anh em khi mà chuột phải ra màn hình desktop đúng không? Anh em có thể create folder này, create document. Đấy, còn nó khá là giống như cái Win 10 của mọi người. Nên nó dùng cái này rất là tiện. Thì bây giờ mình đang hướng dẫn về cái nền tảng Linux thì nên là mình sẽ dùng theo kiểu câu lệnh nhé. Chứ mình không dạng dùng theo kiểu là tôi dùng câu, tôi mở trực tiếp bằng con chuột. Thế thì ở đâu để thực hiện các cái câu lệnh trong hệ đường Linux này thì trước tiên mọi người vào terminal, anh em nhấn vào đây này. Được chưa? Mình sẽ zoom to lên một chút để mọi người nhìn cho nó rõ ràng nhé. Thế thì mình vừa hướng dẫn với anh em là hai câu lệnh là pwd và cd đúng không ạ? Thì trước tiên là mọi người sẽ thấy này, ở đây tôi đang đứng ở một cái chỗ là DevNet Associate Lab, nhưng mà đây có phải thực sự là chỗ tôi đang đứng không? Thì mọi người phải biết muốn biết chính xác là tôi đang đứng ở đâu ấy, mọi người gõ câu lệnh pwd này, enter. Thì nó sẽ bảo rằng là tôi đang đứng ở cái thư mục là home, sau đó là bên trong đó là DevNet Associate. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Nó sẽ làm ở vị trí này này. Anh em sẽ thấy là gì ạ? DevNet AC này, mình zoom to lên một cái này hình như không zoom to được. Đây mình sẽ nhìn này. Bên ngoài nó là home đúng không? Đây là home, sau đó bên trong thư mục home thì mình có DevNet Associate này. Được chưa? Đấy là mình có thể xem được nó nhé. Thì bây giờ mình muốn di chuyển thư mục thì mình làm như nào? Mình gõ cd này, change directory đúng không? Ví dụ tôi đang đứng ở home DevNet Associate, bây giờ tôi muốn cd.
À, trước tiên CD thì mọi người cần biết là mình cần biết là trong đấy có những cái thư mục gì đã. Đây mọi người có desktop này, document này, download và lab đúng không? Thế đây mọi người, đây là những thư mục mà mình nhìn thấy, ngoài ra thì nó có thể tồn tại những cái thư mục ẩn nữa. Thế giờ bây giờ tôi muốn di chuyển cái vị trí làm việc của tôi vào cái thư mục desktop chẳng hạn. Tôi gõ CD desk. À, khi mà cái việc gõ của mọi người là duy nhất nhé. Ví dụ ở đây có mấy cái file bắt đầu bằng chữ DE ạ. Nó chỉ có một file bắt đầu bằng chữ DE thì mình tap một cái nó sẽ ra desktop luôn này. Thế giả sử mình chỉ gõ chữ D thôi thì tôi tap có được không? Nó sẽ không cho bởi vì ở đây D thì mình có bị trùng gì ạ? Desktop này, document và download bị trùng. Thế mình gõ desk xong mình tap enter này. Thì nó sẽ nhảy vào bên trong cái nơi mà tôi làm việc bây giờ sẽ là ở bên trên thư mục desktop. Được ạ? Dạ, ví dụ ở trên desktop mình như thế là mình đang demo về PVKD và CD thành công đó. Thì mình muốn thoát ra ngoài thì anh em có thể gõ CD bằng chấm một cái. À, mọi người có thể gõ CD xong hai chấm đó. Thì nó CD cách hai chấm này. Chấm hai cái thì nó sẽ quay trở về cái thư mục mà lúc nãy của mình. Thì bây giờ mình sẽ PVKD lại xem nhìn nha. Được chưa? Mình CD cách hai chấm này thì nó quay về. Thế giả sử nhá. Cái CD này thì còn một vài cái mốt nữa thì tí mình đến mốt sau. Được chưa? Thế thì bây giờ câu lệnh tiếp theo giới thiệu với mọi người đấy là câu lệnh list ls, tức là cái câu lệnh để mình xem được là cái chỗ tôi đứng đang có những cái danh sách, đang có những cái thư mục nào, đang có những cái file nào. Ví dụ mình trước tiên mình vào desktop trước này, CD desk này. Xong mình list này. Thì tôi sẽ thấy ở ngoài desktop đang có những cái thư mục nào. Đây anh em có thể nhìn nhá. Nó đang có ở đây là Chromium này. Chromium là thằng nào? Đây nó chính là cái thằng này. Được chưa? Đang có DPI scanning này. DPI scanning. Đang có gì ạ? Make keyboard, keyboard đấy. Mình đang có là gì? Terminal.desktop chính là cái thằng terminal này mình vừa vào đấy. Tiếp theo là code.desktop này, lab.desktop này. Lab đây. Được chưa? Code là Visual Code này. Package Chaser PT7 này, nó chính là Package Chaser cái thằng này. Ok chưa? Thế thì ở đây là những cái file mà mình nhìn thấy. Thì ngoài ra thì bên cạnh đấy thì có những cái file ẩn thì mọi người muốn xem thì mọi người có thể là trừ trừ a đấy ạ, ls xong mọi người thêm cái tên, thêm cái hậu tố là trừ a vào thì mình có thể thấy nó có cái file ẩn đấy là dấu chấm và dấu hai chấm này ở đây. Được chưa? Ok. Bên trong cái mốt của chữ S ý, thì nó chia làm rất nhiều các mốt con. Ví dụ nhé, ls trừ r in hoa này thì là liệt kê các file bao gồm các thư mục phụ. Được chưa? Ls trừ a tức là gì? Liệt kê các cái file ẩn của mình. Ls trừ al, cái l này thực ra thì nó thường được đi độc lập nên mình ví dụ mình đi độc lập nhé. Được chưa? Ls trừ l. Mọi người có thể thấy là khi mà mình gõ ls trừ l ấy, thì nó hiển thị ra ở đây là cái dạng là long, tức là hiển thị cái thư mục dưới dạng long. Nó hiển thị ra cho mọi người các cái quyền của tôi ở đây này. Nó gồm 10 cái ký tự đầu tiên, lúc nào cũng là 10 ký tự này. Được chưa? Các cái mode ở đây có thể thay đổi một chút nhé. Bao gồm có R là viết tắt của read, tức là tôi có thể đọc. Viết kép là write, tức là tôi có thể viết. Viết này, hiệu chỉnh, chỉnh sửa đấy ạ. X là gì ạ? Quyền executive. Thì ở đây nó chia làm 10 ký tự, bao gồm cái thành phần của nó như sau này. 10 ký tự thì cái ký tự đầu tiên ấy là chỉ ra đây là cái loại file, loại thư mục gì, loại thư mục gì, loại file gì. Thế bây giờ mình có dấu gạch ngang này tức là gì ạ? Loại file dạng thường. Thế nếu mà loại đi thường thì thường mình có hai loại là dấu gạch thường hoặc chữ D tức là directory. Ba ký tự tiếp theo là owner, ba từ thứ tiếp theo nữa thì là group tức là cái nhóm là gì, và ba ký tự cuối cùng là dành cho những cái user khác. Ba cái đầu tiên owner tức là chính là bản thân người dùng đấy ạ. Cái số 1 này ở đây chỉ ra là số đường link liên kết, từ hlink đang liên kết trực tiếp này. Cái .NET Associate và .NET Associate tiếp này đã chỉ ra là cái user mà mình đang sử dụng là cái gì. Cái con số 1095 này là chỉ ra gì ạ? Đây là kích thước của cái file này. Đơn vị tính bằng byte. Được chưa? Juni 17 này, 2020. Thì đây là gì? Chỉ ra là gì ạ? Cái thời gian cuối cùng mà tôi modify cái file này. Tức là tôi chỉnh sửa nó. Được ạ? Và cuối cùng là tên của cái file đó. Thế khi mà anh em gõ list trừ l thì nó sẽ ra như vậy. Thì mình có thể là hoàn toàn là gì ạ? Mình có thể là gõ kết hợp, ví dụ như ls trừ la trừ al cũng được, nó cũng thế. Hoặc là ls trừ la, nó cũng như vậy, nó chả khác gì cả. Được chưa?
Tức là cái này mình có thể ghép nhóm vào để gõ chung một câu lệnh, chứ không nhất thiết là tôi chỉ dùng từng câu lệnh đơn lẻ. Và cái thứ tự thì mọi người chỗ này đặt ngược xuôi nó đều chạy cả. Được chưa? Ok, mình đi qua ba cái câu lệnh quan trọng ở bên trong cái này, đó là gì ạ? PWD nhé. Dạ, print working directory này, cd này, change directory, và câu lệnh thứ ba đó là gì ạ? List. Thế thì cái quyền ở đây mình cũng ghi rất là rõ ràng là quyền read là đọc này, write là ghi, x là gì? Quyền thực thi, executive đó, chạy này, thực thi chương trình. Còn dấu gạch ngang có nghĩa là tôi không có cái quyền này, deny. Ok. Thế thì các cái câu lệnh ở trong cái layout của mình nó thực ra nó có rất là nhiều. Thì anh em nếu mà để làm quen với cái việc là mình sử dụng cái hệ đường layout thì mọi người lên biết một cái câu lệnh là man, ví dụ man ls này. Cái câu lệnh man này là manually, manual. Thế thì ví dụ mình không biết một câu lệnh nào đó, các cái mode của nó, các cái option của nó làm như nào, thì mình có thể gõ là man xong ls. Đây là tôi đang muốn gì ạ? Tôi đang muốn xem là ở cái câu lệnh ls này tôi có thể làm những cái gì, hay là phần giải thích về ls để làm cái gì. Mình enter một cái nhá. Thì nó sẽ ra này. Đây là gì ạ? Tên của cái câu lệnh này là ls gì ạ? List directory content. Đây là gì ạ? Danh sách của các cái nội dung bên trong cái file thư mục đó. Mình có chữ A là gì ạ? Chữ on. Gì ạ? Chữ on tức là xem tất đấy. Đấy, ý là như vậy. Tức là mình có những cái option bên trong, một số cái option, còn đây là cấu trúc của nó này. LS xong đến là cấu trúc này, option, sau đến là tên của file. Được chưa? Các cái phần nó đánh là dấu hoặc vuông này thì có thể có, cũng có thể không nhé. Mình có thể để không có nó vẫn chạy, có nó cũng chạy. Nên từng tùy từng option của mình thôi. Thế bây giờ tôi đang xem như thế này rồi, thì bây giờ tôi thoát ra kiểu gì? Dạ. Thì nó ghi bên dưới cho mọi người nhé. Đó là gì ạ? Mình có thể là ấn H để xem giúp phần giúp đỡ này, hoặc là ấn Q để quit. Bây giờ mình ấn Q này, nó sẽ thoát ra, quay trở lại cái màn bên đầu. Ok, đây là câu lệnh man. Câu lệnh tiếp theo, đây là phần giải thích này. Câu lệnh tiếp theo của mọi người đó là mình, câu lệnh tiếp theo đó là tạo ra cái thư mục và tạo ra cái file. Thế thì tạo ra thư mục thì mình có cái câu lệnh đó là mkd. Dạ, còn tạo file thì mình có câu lệnh là talk. Talk là nghĩa là chạm vào đấy. Mkd là viết tắt của make. Make tức là tạo ra đấy, directory, tạo ra directory. Bây giờ ví dụ mình đang đứng ở đâu đây? Tôi đang đứng ở desktop nhé. Bây giờ tôi sẽ mkd một cái thư mục có tên là abc. Em thấy này, sau khi tôi tạo ra cái thư mục có tên là abc thì ở ngoài desktop này tôi hiển thị ra được một cái folder có tên là abc. Được chưa? Lúc này thì tôi đang có một cái thư mục có tên là ABC đúng không ạ? Thì bây giờ bên trong ABC tôi hoàn toàn có thể tạo ra một cái thư mục là XYZ bằng cái cấu trúc như sau, MKD này. Sau đó mọi người gõ ABC rồi suộc XYZ. Thì như thế này ấy, sau khi mình enter một cái này thì bên trong thư mục ABC này sẽ xuất hiện một cái thư mục có tên là XYZ. Mình nhấn vào chạy thử nhé. Mọi người thấy không ạ? Mình sẽ xuất hiện một cái thư mục có tên là XYZ. Thế là mình muốn tạo cái cấu trúc này, tức là nó phân tầng. Anh em có thể là từ đứng ở bot, là tôi đang đứng ở cái chỗ là nơi thư mục tôi đang làm việc tên là desktop, nhưng tôi có thể tạo được thư mục ở chỗ khác. Không nhất thiết tôi cứ phải đứng ở desktop thì tôi phải tạo ở desktop. Được. Câu lệnh tiếp theo đó là mình có thể tạo ra cái file, câu lệnh là talk. Ví dụ mình theo cách thuần chủng là mình sẽ cd vào trong abc trước nhé. Tức là mình di chuyển thư mục, mình sẽ đi vào bên trong cái abc đã. Thì lúc này mọi người sẽ thấy này. Sau khi mình gõ cd abc thì nó đi vào bên trong cái thư mục abc này. Được chưa? Thế là mình sẽ top này. Tức là tôi bây giờ tôi tạo ra một cái file là file check.txt hay là demo.txt đi. Thế thì sau khi mình gõ cái câu lệnh top demo.txt, anh em thấy là mình xuất hiện ra một cái thư mục, mình xuất hiện ra một cái file có tên là demo.txt ở đây. Được chưa? Thì đấy là ý nghĩa của câu lệnh là top. Ok chưa? Thế bây giờ mình đang nói đến cái câu chuyện di chuyển file đúng không ạ? Lúc nãy tôi có nói về cái câu lệnh cd. Thì bây giờ mình ôn lại luôn câu lệnh cd nhé. Bây giờ mình muốn thoát ra ngay mốt trước đó thì dùng cd 2 chấm. Còn nếu mọi người muốn thoát hẳn ra, thoát lại trở về cái nơi tôi đứng ban đầu ấy, thì mọi người gõ cd. Xong đến nguyên đấy, chỉ có cd thôi, enter một cái này. Thì nó sẽ thoát ra khỏi cái mốt là devnet xong thoát ra khỏi cái thư mục là gì ạ? Desktop xong abc. Nó thoát ra hẳn, nó trở thành là gì ạ? Bây giờ mình đang đứng ở đâu? PWD để nhìn nhé. Nó quay trở về cái nơi tôi đang đứng ban đầu là DevNet Associate này.
Ok chị ạ. Thế giờ mình muốn quay trở lại thì tôi gõ là CD desktop. Cái này phân biệt chữ hoa chữ thường nhé. Mọi người gõ desk thường là nó không ra được, nên gõ đúng cái tên của nó. Desktop này, sổ ABC này. Được chưa? Thì nó sẽ quay trở lại cái này cho mình. Ok. Được chưa? Còn nếu tôi muốn chỉ thoát ra một mục thôi thì tôi gõ CD xong chấm chấm thì nó sẽ thoát ra khỏi cái thư mục ABC, tức là nó thoát ra đúng có một thư mục thôi. Bây giờ mình quay lại này, CD ABC. Được. Đấy là ôn lại kiến thức mình vừa đặt bên trên là cái câu lệnh CD nhé. Ok chưa? Mình có cái câu lệnh CD này. Rồi bây giờ mình đã khởi tạo ra được một cái file có tên là demo.txt. Bây giờ tôi muốn xem quyền của nó thì ls-la demo ls-la là được đúng không? Thì anh em sẽ thấy nhá, mình có thể đọc được quyền ở đây này. Cái demo.txt của mọi người nó nằm ở cái vị trí này. Cái demo.txt nó nằm vị trí này. Được chưa? Thì cái file này của mình là rỗng nên file nó chẳng có cái gì ở đây cả. Các cái quyền này, đây là một thư mục dạng một cái file dạng thường. Nó có quyền read và write, tức là đọc và hiệu chỉnh. Tuy nhiên nó không có quyền thực thi. Nó không có quyền thực thi nhé. Chỗ này là dấu gạch ngang là deny, không có quyền này. Được chưa? Thế thì tí nữa mình sẽ hiệu chỉnh cái quyền của nó sau. Được chưa? Tí tí nữa mình sẽ đến cái phần hiệu chỉnh quyền của nó sau, tí tính sau. Thế ok, thì sau khi mình gõ ls-la thì mình đã biết được là cái gì ạ? Mình đã biết được cái quyền, phân quyền ở trên cái demo.txt này. Thế bây giờ tiếp theo này. Đó là giới thiệu mọi người cái câu lệnh, đó là mình có thể là gì ạ? Chỉnh sửa các cái nội dung bên trong cái file là demo.txt. Thì file này của mọi người thì thực ra nó đang là file rỗng, nó chả có cái gì cả. Được chưa? Thì mình có hai cách để mình thêm cái nội dung vào cho nó. Thứ nhất là mình dùng câu lệnh cat, thứ hai là dùng câu lệnh echo. Bây giờ ví dụ mình echo nhé. Thì câu lệnh echo có nghĩa là tiếng vang. Tiếng vang này thì thế này, mình sẽ lấy ví dụ nhé. Đây là chỗ tôi comment. Sau khi tôi gõ cái câu lệnh echo này, đây là chỗ tôi comment, thì nó in ra đúng y nguyên như thế bên dưới. Được không ạ? Mình sẽ demo cái này rất từ từ để mọi người dễ hiểu cái câu lệnh echo này. Câu lệnh echo thì thực ra nhiều người sẽ thấy là nó hơi vô dụng, nhưng thực ra thì nó là một câu lệnh rất quan trọng. Echo và cat, cái câu lệnh thao tác với cái văn bản của mình là rất quan trọng. Thì tiếp theo, bây giờ tôi muốn chuyển cái dòng chữ này của tôi vào bên trong cái file demo.txt thì tôi làm nào. Echo này, nháy nháy nhé. Đây là dòng thứ nhất, thứ một. Sau đó thì mình gõ cái toán tử là hai dấu gạch gạch này, hai cái dấu lớn hơn ấy, mình gõ chỉ vào cái file là file gì đấy, demo.txt. Được chưa? Anh em sẽ không thấy cái gì ở đây nữa. Nó chỉ thực thi câu lệnh thôi mà nó không không có cái gì nữa. Bây giờ mình sẽ mở này. Mở cái demo.txt lên nhá. Và mình xem bên trong nó có cái gì không. Thì mọi người sẽ thấy, từ từ mình zoom lên một tí. Ở chỗ nào zoom không? View này. Full screen này. Không zoom to này. Thế mọi người nhìn này. Ở đây nó có cái dòng là đây là dòng thứ nhất đúng không? Đây chính là cái mà tôi vừa gõ bằng cái câu lệnh echo. Bây giờ tôi tắt nó đi nhá. Tôi tắt cái file demo.txt này. Bây giờ tôi lại tiếp tục ở đây nhá. Bây giờ mình sẽ gõ lại echo. Sau đó là gì ạ? Dòng thứ hai. Đây. Này. Được chưa? Nháy nháy. Sau đó là mình lại tiếp tục demo.txt. Ok, thì bây giờ mình lại nhảy vào demo.txt và xem này. Mọi người sẽ thấy này, ở đây tôi có này, đây là dòng thứ nhất, xong lại dòng thứ hai đây này. Đấy chính là những cái tôi vừa code đúng không? Đấy chính là những cái mà tôi vừa code ở đây. Thế thì bây giờ nhá, cái toán tử để truyền 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 cái dữ liệu vào trong cái file ấy, thì mình có là lớn hơn, hai dấu lớn hơn hoặc là một dấu lớn hơn. Thì mình sẽ demo cho một dấu lớn hơn thì nó khác nhau như thế nào. Echo này. Đây là dòng mới nhất. Được chưa? Tôi chỉ dùng một toán tử lớn hơn thôi và cũng truyền vào file demo.txt. Ok chưa? Thì bây giờ thì mình sẽ mở lại demo.txt và xem. Thì mọi người sẽ thấy là ở đây các cái câu lệnh cũ đã mất đi rồi. Và bây giờ mình chỉ còn cái dòng mới nhất thôi. Điều này có nghĩa là gì? Nếu mà tôi sử dụng cái toán tử hai dấu lớn hơn này có nghĩa là tôi thêm vào. Còn nếu mà tôi sử dụng toán tử lớn hơn một dấu lớn hơn có nghĩa là tôi ghi đè lên. Tôi ghi mới và xóa hết cái cũ đi. Đấy là cái khác nhau của hai cái toán tử này. Để mọi người phân biệt cái đấy một chút.
Mình chỉ cần thiếu một dấu thôi thì có thể là các cái câu lệnh cũ của mình nó sẽ mất hết. Đấy ạ, rất là thiệt. Thế thì tiếp nhá. Đây là câu lệnh echo. Thì tiếp theo thì đến câu lệnh là câu lệnh cat. Cat là gì? À, cái bắt đầu cái cat cat của mình, nếu mà thì mình chỉ dùng như thế này thôi. Ví dụ cat demo.txt thì có nghĩa là nó xem cái nó sẽ hiển thị ra cái nội dung trong cái file demo.txt này là cái gì, enter này. Thì nó sẽ hiện ra đây là dòng mới nhất. Ok chưa? Cat demo nhé. Tiếp này. À, câu lệnh cat này vẫn có thể cũng có thể sử dụng như sau. Mọi người gõ hai cái dấu này, xong mọi người gõ đây là dòng bổ sung bằng câu lệnh cat. Được chưa? Đây là dòng bổ sung bằng câu lệnh cat. Thế rồi thế này. Làm này luôn cho nhanh nhé. Cái câu lệnh cat này của mọi người có thể là nhảy, cho phép mình nhảy trực tiếp vào cái file demo.txt này để mình chỉnh sửa. Được chưa? Khi mình gõ cái cấu trúc sẽ như thế này, cat này, xong rồi hai dấu lớn hơn chỉ vào demo.txt. Thì bây giờ mình gõ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Bây giờ nó sẽ chả có cái gì hướng dẫn để mình thoát ra. Để thoát ra thì mọi người gõ Ctrl D. Để thoát ra nhé. Thoát ra gõ Ctrl cộng với D. Đây mình sẽ nhấn ở trên cái bàn phím của mình nha, Ctrl D. Nó sẽ thoát ra ngay. Được chưa? Thì cái cách viết như thế đó nghe. Đó có nghĩa là mình dùng cái toán tử, cái câu lệnh cat này và cái toán tử là thêm vào để mình gì ạ? Chỉnh sửa cái file demo. Thì bây giờ tiếp theo này, mình sẽ xem nội dung của cat demo nhá. Mình sẽ xem lại cái nội dung nó có gì thay đổi không. Cat demo.txt. Thế mọi người thấy là cái nội dung này mình có cái dòng cũ là đây là dòng mới nhất từ lúc trước, cộng thêm những cái dòng mình vừa bonus vào ở đây. Được chưa? Thì đấy là cái tác dụng của cái câu lệnh này của mình. Cat demo. Thì câu lệnh cat này và câu lệnh echo dùng rất là tiện. Thì khi mà mình có thao tác xử lý dữ liệu trên cái tệp, trên cái thư mục thì mọi người lên sử dụng cái này. Được chưa? Rồi, ok. Mình đi qua khá khá những cái câu lệnh ở bên trong cái thằng ở bên trong cái thằng hệ đánh lớn à, những cái câu lệnh đầu tiên cơ sở bậc nhất. Được chưa? Ok. Echo rồi, cách dùng có rồi này. Thế bây giờ nó là như thế này nhá. Tại sao tôi lại cần cái thao tác dữ liệu ở bên trong cái thằng DevNet này? Trong tôi lại tôi tại sao tôi cần thao tác dữ liệu trong file? Cái cách là như thế này này. Nếu mà anh em nào đã học mình rồi thì sẽ thấy là mình rất hay là mình gì ạ? Mình code ở trên một cái document. Tức là mình có sẵn các câu lệnh trên document và cái công việc khi mà tôi muốn chạy chương trình tôi chỉ gì? Tôi lôi cái câu lệnh đấy ra hoặc là tôi copy paste câu lệnh rất là nhanh. Được, rất là nhanh chóng. Thế đây cái câu chuyện là gì? Tôi sẽ cố gắng là ở trong file demo.txt này, tôi sẽ gõ các cái câu lệnh nào đó. Để khi mà tôi gọi nó ra thì nó chỉ việc thực thi thôi. Được chưa? Đấy là lý do mà tại sao mọi người thấy là ví dụ xem phim anh em thấy là các hacker đúng không? Các hacker gõ tạch 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 khoảng thấy mấy giây sau đã bảo đã hack vào mạng internet của thế giới, nghe nó rất là chuối nhưng mà thực ra nó cũng dựa vào cái cơ sở đó là gì? Bởi vì những cái ông hacker đó là đã viết cho mình những cái script rồi. Thì khi mà người ta chạy chương trình, người ta chỉ gọi ra cái script thôi chứ người ta không phải đi gõ lại tất cả các câu lệnh nữa. Nó rất mất thời gian. Thế bây giờ mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ làm cái việc là bây giờ mình sẽ sửa nội dung của demo.txt. Được chưa? Sửa nội dung bằng cách nào ạ? Bây giờ tôi muốn bây giờ cái tôi mong muốn nhé, đó là tạo ra cái câu lệnh cd 2.2 chấm bên trong cái file bài toán tôi đưa ra này. Ví dụ mình đưa ra một cái bài lab nhỏ nhỏ như này. Hãy tạo ra nội dung. Nội dung như sau là cd chấm chấm cd 2 chấm. Đây bản chất là một câu lệnh mình có thể dùng. Được chưa? Trong file demo.txt. Sau đó thực thi file này. Được chưa? Mọi người sẽ cái câu lệnh câu chuyện của tôi là gì ạ? Hãy tạo ra cái nội dung là cd 2 chấm 2 chấm. Câu lệnh này có nghĩa là gì? Lúc đấy mình vừa hướng dẫn đúng không ạ? Đây là thoát ra một mức, một level đấy. Tức là thoát ra khỏi đấy một thứ mục cd 2.2 chấm là thoát ra một level trong cái file có tên là demo.txt và sau đó thì thực thi cái file này. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình phải làm được cái việc là tạo được cái nội dung này đã đúng không?
Thế bây giờ anh em thấy là bên trong này cát demo.txt nó đang có rất nhiều cái câu vớ vẩn như này. Thì bây giờ mình làm sao? Tôi muốn chỉ có một câu lệnh CD kia thôi. Vậy thì tôi sẽ làm cái việc là tôi tôi ghi đề. Thế là ở đây mình dùng cái toán tử là gì ạ? Một dấu thôi. Ví dụ này, echo CD cách chấm chấm. Ở đây có dấu cách nhé. À, sau đó là mình chỏ một dấu vào thôi. Demo.txt. Bây giờ mình xem lại demo.txt xem có nó có cái gì này. Bây giờ trong demo.txt của anh em ấy nó chỉ còn CD hai chấm thôi. Thế giờ tôi muốn thực thi nó đúng không? Mình có thể gõ câu lệnh này chấm này cách demo.txt. Được chưa? Anh em có thấy cái này không ạ? Mình gõ cái câu lệnh này chấm này demo.txt. Thì mọi người thấy ngay là nó thoát ra ngay cái mode này, mode desktop. À, nó thoát ra cái thư mục desktop. Tại sao như thế? Bởi vì là ngay khi tôi gọi cái câu lệnh toán tử chấm này là gì ạ? Cái file cái thông tin bên trong file demo.txt đã được thực thi rồi. Được chưa? Cái thông tin bên trong cái file demo.txt của tôi là đã được thực thi rồi. Thì như thế khi mà thực thi thì nó thoát ra khỏi đấy một level, tức là nó nhảy ra cái desktop. Ok. Rồi. Thế thì về cơ sở thì mình đã hướng dẫn anh em một số cái câu lệnh, mình tổng kết lại nhá. Mình hướng dẫn anh em một số cái câu lệnh khá là cơ bản trong cái hệ điều hành Linux này của mình, những câu lệnh ban thuở sơ khai mà mọi người bắt buộc phải biết đấy. PWD này. Để biết tôi đang đứng ở đâu này. CD để thay đổi cái vị trí tôi đứng này. List để xem được cái gì ạ? Danh sách các cái thư mục bên trong. Và tôi có thể là gì ạ? Là xem được danh sách này và tôi có thể là gì xem được cả quyền nữa đúng không? Tiếp này. Câu lệnh tiếp theo đó là câu lệnh liên quan đến việc chỉnh sửa tạo xóa file là mkdir này. Talk này. Cat để gì ạ? Cat và echo để thay đổi cái dữ liệu trong tệp. Dữ liệu trong cái file đó. Ok. Rồi, mình tổng kết lại một số cái câu lệnh là như vậy nhá. Thế thì video đến đây là kết thúc. Hẹn anh em ở những cái buổi sau. Mình sẽ tạo thêm những cái lab guide trong cái bộ môn FNet này cho mọi người. Được chưa? Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Hy vọng anh em có một buổi học nó bổ ích. Bye bye.